tá điều dưỡng viên là ngành nghề chuyên về phụ trách công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, kiểm tra tình trạng bệnh nhân, kê toa thuốc và các công việc khác để phục vụ trong quá trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đến phục hồi, trị liệu cho bệnh nhân. Theo một định nghĩa khác thì điều dưỡng viên bao gồm cả nam và nữ, là những người có nền tảng khoa học cơ bản về điều dưỡng, đáp ứng được các tiêu chuẩn được kê toa như là tùy theo cái sự giáo dục và sự hoàn thiện lâm sàng. Y tá là một ngành chuyên nghiệp với nhiều trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống y tế. Y tá hợp tác cùng với những chuyên viên y tế khác để chăm sóc, chữa trị, nhắc nhở và bảo đảm được cái sự an toàn cho người bệnh trong cái nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ cấp cứu đến hồi phục, từ tư gia đến bệnh viện và trong nhiều lĩnh vực y khoa khác nữa. Từ chuyên khoa đến y tế cộng đồng, y tá điều dưỡng có thể làm việc với tất cả mọi người ở tất cả mọi lứa tuổi khác nhau trong một loạt các hoạt động, từ dịch vụ công cộng trong phạm vi của riêng bạn cho tới việc nhân đạo cứu trợ thảm họa trên khắp thế giới. Y tá là xương sống của dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Trong chương trình tìm hiểu du học Úc, cơ hội việc làm và định cư hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành học y tá và điều dưỡng này các bạn nhé. Ngành y tá điều dưỡng là một trong những ngành dễ xin việc và có cơ hội định cư cao, nên điều kiện đầu vào sẽ khó hơn so với các ngành khác như lĩnh vực kinh tế, du lịch, nhà hàng và khách sạn v.v. Ở Úc có rất là nhiều trường đào tạo ngành này và nằm rải rác ở các bang. Ví dụ như là Victoria, thành phố Melbourne thì có trường đại học Deakin, đại học La Trobe hay học viện Homelands. Bang New South Wales, thành phố Sydney, đại học Macquarie, đại học Tây Sydney hoặc đại học Công nghệ Sydney. Bang Nam Úc thì có đại học Nam Úc, đại học Adelaide. Bang Tây Úc thì có đại học Edith Cowan, đại học Tây Úc. Bang Queensland thì lại có đại học Redfish hoặc đại học Nam Queensland. Ngành công nghiệp sức khỏe và dịch vụ cộng đồng là ngành công nghiệp lớn thứ ba tại Úc, sử dụng 10,6% tổng số lực lượng lao động của nước này, dự kiến là sẽ tăng lên 27,4% trong vòng 5 năm tới. Úc cần tới 12.000 y tá tốt nghiệp mỗi năm để đáp ứng được nhu cầu của ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, mới chỉ một nửa nhu cầu này được đáp ứng, do vậy, y tá là một ngành nghề rất hấp dẫn và chắc chắn ở đất nước này. Các y tá cũng như những người học ngành y tá từ các nước khác được khuyến khích phát triển nghề nghiệp của mình tại Úc. Chính phủ Úc nhận thức được nhu cầu cao của đất nước mình đối với ngành y tá, vì vậy mà thủ tục xét duyệt thị thực được ưu tiên áp dụng cho ngành này, cũng như có nhiều dạng thị thực để lựa chọn, chẳng hạn như du học sinh và di dân có tay nghề. Mức trần nghề nghiệp ngành điều dưỡng cấp 1 được quy định của Úc trong năm 2014-2015 là 15.042. Đây là ngành có hạn mức cao nhất trong tổng số gần 200 ngành được cho định cư. Cho đến thời điểm tháng 8 năm 2014 thì mới chỉ có 153 trường hợp. Điều này chứng tỏ khả năng việc làm và định cư cho ngành y tá là cực kỳ cao nếu các bạn đáp ứng được yêu cầu và điều kiện học tập tại Úc. Theo Bộ Lao động Mỹ, y tá là nhóm có nghề nghiệp lớn thứ hai tại đất nước này. Ngoài ra, tại Úc, y tá với tất cả các cấp độ kỹ năng và trình độ khác nhau đều được tiếp cận với những cơ hội nghề nghiệp. Y tá mới tốt nghiệp có mức lương trên 50.000 đô la Úc một năm và y tá đã có kinh nghiệm kiếm được khoảng 70.000 đô la Úc một năm đến 95.000 đô la Úc một năm. Sau khi tốt nghiệp, các y tá điều dưỡng được phép ở lại làm việc trong vòng 1 năm rưỡi cho tới 2 năm đối với Úc, và cơ hội việc làm của các y tá điều dưỡng mới tốt nghiệp gần như là chắc chắn. Ngoài ra, ngành y tá hiện đang nằm trong danh sách ưu tiên định cư và nhu cầu sử dụng lao động trong ngành này là khá cao, và ngành nằm trong danh sách định cư dịch tay nghề tại Úc, đó là danh sách Skilled Occupation List. Để biết thêm thông tin chi tiết về các ngành nghề có cơ hội việc làm và định cư cao tại Úc, cũng như là những thủ tục cần chuẩn bị để xin trường và xin visa, hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Truy cập vào website duhocuc.info để cập nhật những thông tin mới nhất.